Hello tất cả mọi người, quay trở lại với kênh của em nha. Hôm nay thì em về tiếp tục về được vài cái ống DKZ. Thì ống này thì mình có thể sử dụng để mình siêu tầm này, mình gắn trên xe Jeep để mình trang trí xe này, làm ống bô xe máy nè, mình gắn làm cái ống bô xe máy đó. Hoặc là anh em nào thích siêu tầm ở quán cà phê hay là góc siêu tầm kỷ vật chiến tranh gì đó đều được nha. Thì cái ống này là chất liệu bằng thép. Ở đây thì em có hai kích thước. Đó, một loại dài và một loại ngắn nha. Đây nè, một loại dài và một loại ngắn. Thì bây giờ em sẽ đi từng mẫu nha. Cái đợt này thì mấy cái ống này nó rất là đẹp. Đợt này ống cực kỳ đẹp luôn nha, rất là mới luôn, không có bị cắn móp gì hết. Đây nè, bây giờ em đo cái ống ngắn trước nha. Ống ngắn thì nó dài là 69 cm. Nó dài là 69 cm. Còn cái đường kính của nó thì nó tầm 10 nha. Cái đường kính này nó tầm 10. Còn cái bề dài nó là 69 cm. Nó là một cái hộp rỗng. Nhiều anh em lấy cái này đựng cần câu nè. Đó, bên trong thì nó rỗng như thế này nha. Ở đây nó có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng nè. Đây, hướng dẫn sử dụng. Đó, hướng dẫn sử dụng nha. Tức là cái tờ đó thì có ống không nha, chứ không phải ống nào cũng có đâu. Đó, ở đây nó có một cái ron này. Cái này nó rất là kín nha. Mình đậy nắp lại là nó kín, nó không có lọt nước luôn đó. Đây gọi là ống bô DKZ nha. Ống DKZ. Ở đây nè, nó ghi là chỉ dùng cho súng DKZ 82 K65 cải tiến nè. Tháng 2 2011. Đó, giá em bán là 350.000 một ống nha. Rồi vừa rồi là cái ống ngắn, còn bây giờ là cái ống dài nha. Ống ngắn hồi nãy thì dài 69. Còn cái ống dài này thì nó dài là 79 nha, 78. Nó hơn là gần 10 phân đó, nó hơn là gần một tấc nha, nó hơn gần một tấc nè. Thì cái này thì nó cũng vậy thôi, nó chỉ có dài hơn thôi. Nó chỉ có dài hơn thôi chứ ngoài ra nó cũng như nhau hết nha. Kích thước cái đường kính ngang thì nó như nhau. Cái ron này nó hít hơi chặt nè. Đây. Đó, nó chỉ là một cái ống thép rỗng thôi nha. Nó là chất liệu bằng thép, ống thép rỗng thôi chứ không có gì bên trong. Thì mình về mình có thể độ chế làm ống bô xe máy hay là mình siêu tầm hay mình gắn xe Jeep gì cũng được nha. Giá là 350.000 một ống. Về cái mặt hàng này thì mọi người chuyển khoản giúp em. Cái này em cũng nói thiệt là nhiều anh em nói chung là thích mua nhưng mà cứ ngại ngại á, thành ra thì cái này mình chuyển khoản thì bên em mới gửi, còn nếu không chuyển khoản là bên em không gửi. Thì ai mua thì cứ liên hệ với em là 0983 nha, 880 344, 0983 880 344. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha.